Giờ thì em sẽ test cái khả năng chơi AUX của chiếc máy radio đến từ thương hiệu Nomad này. Thì để chơi được này thì em sẽ kết nối với cái cổng ở đằng sau này. Nó sẽ có hai cổng, cổng băng cối và cái cổng âm thanh. Nếu mà chơi cổng âm thanh thì chúng ta sẽ bấm đồng thời hai cái này, còn nếu mà bấm cối thì chúng ta chỉ cần chỉnh này thôi. Sau đó chúng ta kết nối nhá. Rồi, ok. Mời anh em thưởng thức ạ. Ok. Ok, giới thiệu với tất cả anh em, đây là con radio Normandy đến từ thương hiệu của Đức ha. Anh em thấy cái phần mặt gương nó còn rất là đẹp. Toàn bộ xung quanh của con này ốp bằng gỗ và có một cái những cái đường kẻ này là đặc trưng của những cái con đài radio Đức. Em này thì có một cái kích thước là khoảng tầm 50 mấy cm á, khoảng tầm 56 cm. Chiều sâu thì khoảng tầm là 18 cm. Về chiều cao là khoảng tầm là 15 cm. Máy còn khá là đẹp ha. Anh em thấy nè. Thì em này chơi được hai cái băng tần, đó là FM và AM, tượng trưng cho cái U và cái M của chúng ta nè. May sao đúng cái ca sĩ mà mình thích luôn. Tây radio hả? Anh em nghe lại ha. Dài thế. Hey, một đấy. đêm đi tiểu nhiều lần, chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi. Ôi, nhịp đập thể thao. Các bạn theo dõi chương trình nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và quá cắt rõ nha.